Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, các nhà tử vi chiêm tinh học cho biết trong ngày 8 tháng 10 âm lịch may mắn không đến với những con giáp này. Họ là những người vô cùng xui xẻo trong công việc, luôn bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp hại lén sau lưng. Họa vô đơn chí, vận đen ở đâu không biết, cứ ùn ùn kéo đến, bủa vây những con giáp này, khiến cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí một số người còn phải bán nhà trả nợ. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết được đó là những con giáp nào và bạn có nằm trong những con giáp đen đủi này hay không nhé. Một, tuổi Tý. Theo nhận định của các chuyên gia tử vi tâm linh học, dưới tác động của cục diện tương xung, người tuổi Tý dễ vướng phải rắc rối với kẻ tiểu nhân. Có người luôn rình rập trong mọi việc bạn làm, tìm cách để hạ bệ uy tín của bạn, khiến mọi người hiểu lầm về bạn. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh sâu xa thì mọi chuyện cũng bắt nguồn từ việc bạn nóng vội, suy nghĩ cực đoan, tự mình gây chuyện mà thôi. Hiệu suất công việc giảm sút cũng sẽ gây bất lợi cho thu nhập hàng tháng của bạn. Người làm công ăn lương, bạn nên sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc, khắc phục khó khăn mới mong bảo toàn được túi tiền của mình. Với người làm ăn, tinh thần thiếu tỉnh táo khiến bạn có thể đưa ra quyết định sai lầm trong việc đầu tư. Thời gian này tốt nhất nên bảo toàn số tiền đang có, chứ đừng ham đầu tư là dễ mất mát. Nếu thấy không ổn thì thu vốn về ngay, chứ đừng có tâm lý gỡ gạc. Nếu phải đối diện với tình cảm này, bản mệnh cần hết sức bình tĩnh, không nên tốn nhiều thời gian để đôi co với đối phương. Hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, rồi dùng hành động thực tế để chứng minh đúng sai cho rõ ràng. Nếu có kế hoạch xuất hành trong hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt ở trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Sửu. Do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Sửu làm việc gì cũng gặp phải khó khăn trong ngày hôm nay. Cấp trên luôn tìm cách chèn ép, khiến bạn khó có thể hoàn thành tốt công việc như dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, trước khi than thân trách phận hoặc oán trách người khác, bạn cũng nên kiểm điểm lại bản thân, xem mình đã thực sự hoàn thành tốt những nhiệm vụ từ trước đến nay hay chưa. Nếu phát hiện ra lỗi lầm, bạn cần nhanh chóng khắc phục. Hỏa sinh thổ, may mắn rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại rất yên bình. Bạn luôn tìm được nguồn an ủi mỗi khi tâm sự với người ấy. Như thế mà mỗi khó khăn đều trở nên nhỏ nhặt mỗi khi bạn về đến nhà. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Mão. Cục diện tương phá cho thấy người tuổi Mão dễ đưa ra những quyết định sai lầm gây hao tài tốn của trong ngày hôm nay. Bạn quá hiếu thắng nên dễ nghe theo lời xúi dục, rủ rê của những kẻ không đáng tin cậy. Trên phương diện chi tiêu, tốt nhất bản mệnh cũng chỉ nên dành tiền cho những mục đích thực sự cần thiết, chứ nên chạy theo xu hướng mà không quan tâm đến túi tiền của mình. Tiêu xài hoang phí sẽ khiến bạn mãi chẳng tiết kiệm được đồng nào. Thêm vào đó, do quá mải mê với công việc của mình nên con giáp này chẳng còn tâm trạng nào để ý tới chuyện tình cảm. Đó là lý do hai người trở nên xa dần, tình cảm phai nhạt, thậm chí có những người không may để cho kẻ thứ ba xen ngang phá hoại hạnh phúc của mình. Mộc sinh hỏa, người độc thân biết chăm chút ngoại hình nên nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới. Trong ngày hôm nay, bạn có thể nhận được lời mời, ngỏ ý làm quen của một ai đó. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, hãy cho người đó cơ hội nhé. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Thìn.
Xét là số tử vi của những sao chủ tuổi Thìn cho thấy tỷ kiên tác động, người tuổi Thìn có vẻ khá cứng đầu, cứng cổ trong công việc. Một khi đã quyết định việc gì, bạn sẽ bỏ ngoài tai lời của người khác, một mực làm theo ý kiến của bản thân. Nếu là người làm lãnh đạo, những quyết định đầy tính áp đặt của bạn sẽ khiến nhân viên dần cảm thấy khó chịu, bất mãn. Con giáp này cần học cách lắng nghe nhiều hơn nếu muốn gắn kết tập thể và đưa tập thể phát triển nhanh chóng. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Năm tuổi Ngọ. Lâm vào cục diện tự hình khiến người tuổi Ngọ thường xuyên có những suy nghĩ bế tắc. Bạn thường quan sát vấn đề quá phiến diện khi rắc rối xảy ra. Bạn chẳng biết phải giải quyết thế nào mới phù hợp. Người làm ăn kinh doanh không thu về được lợi nhuận như ý muốn trong ngày. Người làm ăn kinh doanh không thu về được lợi nhuận như ý muốn trong ngày hôm nay cũng là do bạn thường xuyên đi theo lối mòn, không muốn thay đổi những điều đã quá quen thuộc. Cứ như vậy, đối thủ sẽ vượt qua bạn vô cùng nhanh chóng. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Dậu. Thương quan ngán trở, người tuổi Dậu dễ gặp mâu thuẫn với chính cấp trên của mình. Hai người đang giữ những quan điểm đối lập, đồng thời lại chẳng ai chịu lắng nghe ai, nên mối quan hệ ngày càng trở nên căng thẳng. Có nhiều khi bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe quan điểm của người khác, đặc biệt là khi đối phương lại có vị thế cao hơn bạn. Nếu cứ khăng khăng giữ quan điểm của mình, bạn sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Hỏa khắc kim, bản mệnh cần chú ý đến gia đình của mình hơn. Bạn không nên bỏ bê người thân của mình chỉ vì quá ham vui với bạn bè, bởi đây sẽ là nguyên nhân khiến gia đình bất ổn, các thành viên ngày một xa cách. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 7. Tuổi Hợi. Kiếp tài cản bước, có vẻ như mọi kế hoạch của người tuổi Hợi sẽ chẳng thể nào tiến triển suôn sẻ như dự kiến. Bạn phải đối diện với nhiều rắc rối có thể lường trước, từ đó nảy sinh tâm lý chán nản, muốn bỏ cuộc giữa chừng. Đáng buồn hơn, hôm nay bạn còn ít nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, nên làm việc gì cũng phải tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, hãy giữ những suy nghĩ tích cực hơn, coi đây là cơ hội để bạn rèn luyện bản lĩnh cho mình. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quá trình triển khai kế hoạch công việc không diễn ra như ý muốn của người tuổi Hợi, nhất là những việc liên quan đến thủ tục, giấy tờ, hành chính, đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, phải mất công, mất sức, tổn hao trí lực. Đáng buồn hơn là trong quá trình làm việc, con giáp này dễ gặp phải đối tác cố chấp, khó thuyết phục. Việc làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn định, khó tụ tài. Lúc này bạn chỉ tiếp tục hoàn thành cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới, tỷ lệ thành công không cao, hơn nữa rủi ro tiềm tàng lại khá lớn. Các mối quan hệ tình cảm lứa đôi của bạn cũng gặp nhiều bất lợi, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, không ít lần phải chịu tổn thương nhưng không được thấu hiểu. Cái tôi của hai bạn quá lớn, mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra, chẳng ai chịu là người nhún nhường, dần dà mối quan hệ đi vào bế tắc. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 7 con giáp xui xẻo nhất mùng 8 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.